Thành ra cái chết không phải là điều đau khổ, mà cái chết cũng không phải là điều sự hạnh phúc, mà là chết như thế nào. Thì như tôi nói nãy là có thấy, chúng ta thấy không phải bằng mắt, không phải nghe bằng tai, không phải ngửi bằng mũi, không phải đi bằng chân. Như nói vậy là không có mắt thấy không sư? Thì không có mắt thì cái thấy vẫn còn. Ví dụ bây giờ tôi đuôi hai con mắt đi, mà nếu tôi còn sống thì cái thấy tôi vẫn còn. Nếu tôi đi bác sĩ giỏi trị con mắt thì cái thấy vẫn trở lại. Nhưng mà khi cái linh hồn tôi ra khỏi thể xác rồi, 100 con mắt này cũng không có thấy được. Con mắt tôi còn tốt cũng không có thấy được. Nhưng mà tôi lỡ làm hư con mắt nó đuôi rồi thì cái thấy tôi tạm dừng. Thấy là thấy bằng linh hồn, thì linh hồn còn trong người tôi thì cái thấy còn. Thành ra tôi hỏi quý vị, đâu giờ có cái bóng đèn, điện nó chạy rồi, tôi đút cái bóng đèn nó phát ra ánh sáng. Thì ánh sáng này ở đâu? Của bóng đèn trật lất. Của bóng đèn là của con mắt. Bóng đèn làm sao có ánh sáng? Ánh sáng là cái luồng điện linh hồn, tính linh hồn làm mượn cái bóng đèn con mắt để phát ra cái thấy ánh sáng. Như vậy nó mới rõ. Rồi bây giờ cũng cái luồng điện đó tôi đút vô bằng ủi, thằng ủi nó cho cái sức nóng để ủi đồ. Cái sức nóng này đâu? Cái bằng ủi trật lất. Phải là có luồng điện chứ. Rồi tôi đút vô quạt máy nó quay. Thì cái quay quạt máy là do đâu? Do quạt máy. Quạt máy làm gì quái? Do cái luồng điện nó đi mượn cái quạt máy để nó quay. Rồi đút vô tủ lạnh nó cho nước đá nhảy đâu? Do tủ lạnh, nó có đúng do luồng điện. Dùng luyện mượn cái tủ lạnh đủ điều kiện nó mới phát ra cục nước đá được. Vậy thì điện là gì sư? Vậy cái ánh sáng phải điện không? Cái bằng sức nóng mà ủi phải điện, hoặc máy quay phải điện, tủ lạnh nước đá phải điện không? Không cái nào phải hết, mà cái nào cũng phải hết. Tôi không phải nói chơi chữ nha, không phải ba phải. Vì thấy có phải vậy không? Cái ánh sáng là cái dụng của điện, cái sức nóng là cái dụng của điện, cái quạt máy quay là cái dụng của điện. Điện có một nhưng mà vô số tác dụng. Thành ra cái linh hồn mà đút vô con mắt thì nó cho thấy, linh hồn đút qua lỗ tai nó cho nghe, linh hồn đút ra lỗ mũi nó cho cái ngửi, linh hồn đút qua cái miệng nó cho nói, linh hồn đút qua cái chân nó cho lý. Thì nói vậy thì quý vị hiểu, còn không nói quý vị không biết mình là cái gì. Vậy thì mình chính là luồng điện linh hồn, chứ mình đâu phải cái thể xác nào. Thể xác này chỉ là cái tai sai của linh hồn. Mà thể xác thì phải chết, rồi linh hồn làm sao chết? Nó bao giờ cũng như bao giờ, ngàn năm kiếp từ xưa giờ cũng vậy, mà tới nay và mãi mãi về sau nó cũng vậy đó. Cũng như cái dòng nước ở sông báo giờ nó cũng vậy. Mẹ có tham sân si, có gió rồi thì nó là nổi sống, thì sống này đâu phải là nước. Vậy là sống khác với nước hả sư? Sống cũng không khác với nước. Chúng ta phải ngồi ra nhiều rồi lắng lợi rồi chúng mới nhận được. Chứ tôi nói vậy là của tôi. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị đó, làm sao ngồi thiền cho nhiều,